Xin chào các bác, ngày hôm nay anh em chúng em rất là vui vì được ghép và test bộ dàn karaoke cho anh Thiện ở Nga Sơn Thanh Hóa. Và anh Thiện có chia sẻ là anh đã theo dõi chúng em cũng rất là lâu rồi và tham khảo và tìm hiểu sản phẩm của chúng em cũng như là xem cái cách phục vụ của chúng em và cũng như là cái quá trình bán hàng của chúng em thì anh hoàn toàn tin tưởng. Và ngày hôm nay thì anh đã đặt cho mình một bộ dàn karaoke. Và cái bộ dàn của anh Thiện thì có vài cái tiêu chí mà anh Thiện đưa ra, thứ nhất là màu đen cho nó hài hòa không gian nội thất của anh. Và cái thứ hai nữa là cái thiết bị ngày hôm nay thì cũng là đồng bộ cùng một hãng luôn, đúng theo cái sở thích phong cách của anh, là làm sao mà nó bộ dàn âm thanh nó hay nhưng mà vẫn phải nhỏ gọn và nó dễ sử dụng nữa. Thì em chọn cho anh là bộ dàn gồm có bốn thiết bị theo đúng yêu cầu của anh về về cái màu sắc này, về cái tiêu chí này cũng như là về cái gu chơi của anh. Thì đây, nhân vật chính trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay đó chính là một cặp loa C12 bass 30 chép kèn. Nó là phần bản màu đen ấy, bản black, bản sơn sần ấy. Thì đây là một bản cao nhất của trong dòng C12 với cái cấu trúc cùng bass 30 gân vải tầm dầu và một họng kèn. Thì cái họng kèn này sử dụng là kèn chép neo neodymium ấy, thì cái tiếng chép nó rất là sáng và nó mịn, làm cho cái cảm giác nghe nhạc nó lung linh hơn rất nhiều so với những dòng loa bình thường. Và thiết kế dạng chuyên nghiệp nên nó phủ một cái lớp nhựa sần bên ngoài để cho nó chống chảy xước, chống nước cũng như là chống va đập. Và cái thiết kế dạng thùng vát như này thì nó tạo ra một cái độ cộng hưởng mà âm thanh nó sẽ thổi tất cả về phía trước. Đây là cái thiết kế của dòng loa full là như vậy, âm thanh có định hướng. Và trong gia đình thì chúng ta chỉ cần duy nhất một cặp loa này là xong thôi. Công suất của nó thì khoảng tầm từ 600 đến 1200W một thùng. Và với không gian gia đình thì khoảng tầm 20 cho tới 50 70 mét vuông, chúng ta chỉ đánh duy nhất một loa là đã xong thôi. Và để cho hiệu quả thì thông thường em sẽ lắp thêm một chiếc loa siêu trầm nữa. Và đây theo yêu cầu của anh Thiện, anh lắp một chiếc trầm 40 nữa cho nó uy lực, và cũng là một phiên bản màu đen đồng màu cùng với cặp loa full C12. Phiên bản này là phiên bản F1800 trầm điện các bác nhé. À, trong gia đình thì chúng ta hầu hết sử dụng trầm điện là lý do là nó gọn nhẹ, nó tiết kiệm chi phí cũng như là nó dễ sử dụng và linh hoạt trong bộ dàn âm thanh của chúng ta. Và con trầm thì đang có mức giá rất là yêu thương, nó có 7 triệu đồng thôi. Và trung tâm điều khiển, đây mà thiết bị còn gần như là cũng quan trọng không thua kém thì loa, đó là một chiếc đẩy nền vang X24. Đây là phiên bản nâng cấp của phiên bản X22 huyền thoại ngày xưa đấy. Thì phiên bản X24 này thì nó được nâng cấp và công suất nó mạnh hơn so với phiên bản X22, và cộng với lại nó giữ những tinh hoa của những phiên bản trước là nó tích hợp luôn cả vang số, giải mã và equalizer, gần như là tất cả mọi thứ đã được gộp lại trong một. Và bản thân của nó thì khỏe như một cục đẩy, công suất của nó thì mắc là 1200W một cây, chẳng hạn 8 ôm, các bác có thể chơi cặp 30 hoặc 40 đều được. Và bên trong thì tích hợp vang số phiên bản cao cấp nhất hiện tại, cho nên là cái tiếng vang của nó, tiếng hát, tiếng mic của nó rất tuyệt vời, ngọt ngào, dễ hát và nó định giọng, nó hát không bị mệt, không bị tốn hơi, và cộng với cái khả năng chống hú rất rất đặc biệt ở những phiên bản vang số cao cấp. Và nó tích hợp luôn cả giải mã DAC, nên khi mà chúng ta hát nhạc từ trên mạng, trên internet ấy, thì nó tiếng nhạc nó rất là sạch, trong, và chúng ta có thể kết hợp để nghe nhạc luôn với cái đẩy nền vang này. Và trên hết thì nó tích hợp luôn cả equalizer để chúng ta có thể chỉnh bass chép rồi các cái tiếng nhạc theo ý thích của mình. Bài nào nó mà ít bass thì chúng ta có thể nâng bass theo cái sở thích của chúng ta, chỉnh bằng tay được luôn các bác. Có một cái nữa là rất đặc biệt, đó là chúng ta không cần phải ghép thêm nâng tiếng, vì trong này bản thân của nó là có một cái hệ thống nâng tiếng tích hợp sẵn trong này rồi. Chúng ta có thể chỉnh tiếng mic theo ý mình, ví dụ như tiếng bass nó ở trên này chúng em đã cài đặt sẵn chúng ta rất nhiều chế độ hát rồi, ví dụ như là chế độ dành cho người không biết hát, chế độ dành cho người hát tốt, chế độ nghe bolero, chế độ nghe nhạc mạnh DJ remix chẳng hạn, đây là cài đặt sẵn và chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ bấm điều khiển là xong thôi. Hoặc là dùng bằng tay thì chúng ta chỉ quan tâm đến ba nút này, to nhỏ của nhạc, to nhỏ mic và to nhỏ vang nhạc, thế là xong. Và từ trên cùng không thể thiếu được nó một cặp mic không dây VK321, đây là phiên bản pro, phiên bản này nâng cấp của phiên bản 321 bình thường. Thì phiên bản này vẫn giữ cái chất tiếng rất là dày ấm, hút mic hát nhẹ, nhưng được cải tiến là cái tiếng mic nó sẽ trong và nó sạch hơn một chút so với phiên bản 321 bình thường. Và phiên bản này thì đầu thu nhỏ, và mặc dù là hai anten thôi nhưng nó khỏe như bốn anten như bình thường. Đầu thu nhỏ thì nó rất là tiết kiệm không gian của chúng ta có thể để mic hai bên và để lọt trong ngăn tủ cũng được. Đấy là lý do vì sao dùng cái bản 321 Pro này và chọn bộ karaoke ngày hôm nay. Như em báo giá cho các bác ngay trên màn hình các bác nhé. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Thiện đã yêu mến và ủng hộ cho em bộ dàn này. Các bác khác mà có nhu cầu muốn mua sắm bộ dàn này cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng em qua hai số ở trên tiêu đề. Và chúng em thì đang có chính sách bảo hành nhân ra trong vòng 1 năm, sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất thì chúng em sẽ đổi hiệu các bác, và hết thời gian bảo hành thì chúng em còn đồng hành đến cùng cho đến khi nào mà các bác còn sử dụng sản phẩm này thì thôi. Và ngay sau đây mời các bác cùng nghe thử, trải nghiệm thử qua lần lượt các cái thể loại nhạc nhé, hát karaoke xem như nào các bác nhé. Rồi xin mời. Từ trước hôm người thăm tôi, nhằm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay sắp hết rồi, tình bạn vẫn trong tôi, cứ này thành câu nói. Chung lớp chung đôi, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi.
duyên chẳng đến đôi, mọi buồn đâu phải do tôi. Nỡ sao người ơi, đường phố mưa bay bay trong đầu, cạn chén ly bôi chưa hết sâu. Những chiều mưa đổ mưa đường khuya hụt hẫng ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói nên tâm tư còn dài. Chẳng lên cao sẽ tan tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường bay nhiều mây dịu.